Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về các cái bài liên quan đến hàm round, các cái hàm xử lý cơ bản. Như vậy chúng ta sẽ học về cái này. Các cái hàm cơ bản thì nó có gì? Trước tiên là cái nhóm để xử lý số. Như vậy hôm trước chúng ta đã cộng trừ nhân chia với số rồi. Vậy bây giờ có những cái mà nó liên quan đến hàm in, hàm mod. Hàm in, hàm mod là cái mà chúng ta xài nhiều. Được chưa? Như vậy thì sẽ ví dụ một cái bài liên quan đến hàm in, hàm mod mà chúng ta sẽ sử dụng ở đây. Hàm in, hàm mod. Ví dụ như là chúng ta có ngày. Các bạn nhìn thấy cái bảng đây. Như vậy thì có tên, có ngày đến, có ngày đi. Như vậy cái năm người ta nhập vô là 99 thôi. Thì thực ra là năm là 1999. Như vậy các bạn có thể định dạng lại để cho nó hiển thị là ngày tháng năm luôn. Chúng ta có thể định dạng lại ngày tháng năm. Như vậy trong menu home chúng ta có thể chọn lại ha. More. Và ở đây người ta để là ngày tháng năm. Và các bạn thấy là năm của chúng ta là người ta chỉ để là có hai chữ y thôi. Vậy chúng ta có thể định nghĩa lại. Ví dụ ngày xuyệt, tháng xuyệt và năm là bốn chữ y. Đó, thì nó sẽ thể hiện lại. Thể hiện lại cho chúng ta. Và chúng ta sẽ quan tâm là số ngày ở khách sạn. Số ngày ở khách sạn. Ví dụ như là vào là ngày 12 tháng 5 và ra là ngày 23. Thì chúng ta ví dụ như vào ngày 12 mà ra ngày 17 đi. 17. Thì theo các bạn là bao nhiêu ngày? 12. 13, 14, 15, 16, 17. Nhưng nếu như theo cái cách tính mà chúng ta ở ngày của khách sạn đó, thì thường chỗ này nó là bao nhiêu? 6 ngày chứ không phải là 5 ngày. Tùy ha, tùy theo bài, tùy theo đề, tùy theo giáo viên yêu cầu. Cho nên nếu bình thường thì các bạn làm chỗ này là ngày đi trừ ngày đến là đúng. Còn nếu mà một số bài mà người ta yêu cầu cao hơn là phải cộng 1. Lý do giả sử mình vào ngày 12, nếu như các bạn vào sau 12 giờ trưa thì nó tính qua ngày hôm sau. Và ngày 17 các bạn đi, các bạn trả phòng trước 12 giờ trưa thì là 5 ngày. Còn nếu mà các bạn vô trước 12 giờ ngày 12 thì nó sẽ tính 6 ngày. Hoặc là bạn trả sau 12 giờ ngày 17 thì nó sẽ tính nhiều hơn. Như vậy nói chung là cứ tính thời gian một ngày là từ 12 giờ trưa ngày hôm nay cho đến 12 giờ trưa ngày hôm sau. Thực ra cái đó là nghiệp vụ khách sạn. Còn chúng ta thì chúng ta chỉ cần là lấy ngày đi trừ ngày đến là được. Rồi mình có số ngày. Như vậy thì người này ở đây 5 ngày. Thì giả sử như chính sách của khách sạn, người ta sẽ tính là đơn giá ngày. Cái này nó đang là gõ tiếng Việt phong vini, thay đổi lại tí xíu. Giả sử đơn giá ngày một ngày ở là 200 ngàn. Như vậy thì một tuần là bao nhiêu tiền? Tuần bao nhiêu tiền các bạn? Một ngày 200, một tuần nhiêu? Đơn giá tuần. Theo các bạn một tuần là nhiêu? 1.400.000. Đúng không? Nhưng mà người ta có chính sách thì người ta chỉ lấy 1.200.000 thôi. Ví dụ như thế.
Nếu ai ở đúng 7 ngày thì chị lấy giá 1 triệu 2 một tuần. Được không nào? Giả sử người này ra là ngày 27 là ở 2 tuần một ngày. Vậy theo các bạn, người này trả bao nhiêu tiền? Thành tiền. Người này trả bao nhiêu? Hả? 2 triệu 6. Lý do là 2 tuần là ở hết 2 triệu 4, 1 ngày là 200 nữa là 2 triệu 6. Vậy thì làm sao mà chúng ta biết được 15 ngày là 2 tuần? Làm sao chúng ta biết được 15 ngày là 2 tuần? Hay là 22 ngày là 3 tuần? 31 ngày là 4 tuần? Làm sao? Lấy số ngày ở khách sạn chia cho 7. Mình mượn cái này ha. Số ngày chia cho 7 thì các bạn thấy là 2,1 tuần. Tương đương như thế. 3,1, 4,4, 0,7. Đấy. Như vậy các bạn thấy là có số 2, số 3, số 4, số 0, số 0, số 2, số 2. Vậy làm sao để chúng ta lấy được con số này? Trong Excel, nó cho chúng ta một cái công thức. Đó là hàm in. Các bạn gõ bằng, in là tên hàm, một biểu thức x hoặc là một giá trị x nào đó. Lấy phần nguyên của biểu thức x này. Vậy thì biểu thức của chúng ta là gì? D3 chia 7. Đây là biểu thức của chúng ta. Chú ý nhé. Và hàm in của chúng ta được viết như thế nào? Chúng ta sẽ viết là bằng in. Chú ý cái biểu thức của mình nè. Biểu thức của mình là D3 chia 7. Đó là biểu thức như thế đó. Rồi. Như vậy thì chỗ cái hàm này chúng ta sẽ viết lại là bằng in, mở ngoặc biểu thức, D3 chia 7. Được chưa? Và chúng ta lấy số nguyên của nó. Lúc nãy chúng ta ra là 2,1 mấy đó, thì bây giờ chúng ta chỉ lấy số 2 thôi. Như vậy các bạn hiểu được cái hàm để làm tròn số chưa? Tròn này không phải là tròn lên hay tròn xuống, mà chúng ta chỉ lấy phần nguyên thôi. Đó là hàm in. Hàm in. Và số ngày lẻ, lẻ này không phải là lẻ chẵn nha. Giả sử chỗ này là ngày 28, dư 2 ngày thì vẫn gọi là số ngày lẻ. Tức là không có chẵn một tuần thì còn lại gọi là lẻ. Như vậy thì muốn tìm được ngày lẻ thì 16 là 2 tuần là 14 ngày, còn dư 2 ngày. Như vậy chúng ta dùng phép chia lấy dư. Và trong Excel sẽ hỗ trợ cho chúng ta là hàm mod chia lấy dư. Và chúng ta sẽ lấy cái này là số bị chia, cái này là số chia. Bao nhiêu thì nó lấy cái phần dư của nó. Ở đây chúng ta sẽ, các bạn thấy công thức nè, mod của D3 .7 nhé, .7 D3 .7. Hàm mod có hai tham số, number và division. Division. Và cái hàm mod cho chúng ta biết là có bao nhiêu ngày còn lại mà không đủ một tuần. Được không? Dễ ha. Vậy bây giờ chúng ta làm sao tính được thành tiền đây? Thành tiền nó sẽ bằng cái gì? Đơn giá ngày có rồi, đơn giá tuần có rồi. Có phải là bằng số tuần nhân với đơn giá tuần cộng với số ngày
nhân đơn giá ngày bằng số tuần E3 nhân đơn giá tuần cộng số ngày nhân đơn giá ngày, được chưa? Công thức như vậy ổn chưa? Cần phải thêm gì nữa không? F, F4 ở đâu? À, đơn giá tuần và đơn giá ngày. Như vậy để tí nữa chúng ta sẽ copy xuống dưới, nó không bị nhảy, được không? Đó, chúng ta có đơn giá tuần và đơn giá ngày, copy xuống thì nó không bị nhảy. 2,4 triệu. Nếu giả sử ở đây mà các bạn không F4 thì nó sẽ bị sai ngay. Chỗ này nếu chúng ta không F4 dưới nó bị sai, được chưa? Như vậy các bạn phải chú ý F4 vào đơn giá tuần và đơn giá ngày. Hàm in, hàm mod dễ không các bạn? Có khó gì không? Ai khó giơ tay coi. Mấy bạn ở máy số 10, 11 có theo dõi kịp không? Kịp không? Khó. Dễ, cực kỳ dễ. À, hàm in, hàm mod. Bây giờ đến hàm gì nữa nè? SQRT là căn bậc ai? ABS là trị tuyệt đối. À, hai cái này là khi nào mà chúng ta cần đến thì chúng ta chỉ có điền vào thôi. Rất dễ, rất dễ. Ví dụ bây giờ mình làm một cái bài tập như thế này. Giả sử bây giờ thầy cho là A giải phương trình bậc 2, B, C. A là 3, B là trừ 2, C là 5. Vậy các bạn lập delta là bằng mấy? Delta theo các bạn bằng mấy? Bằng A bình phương. A bình phương hay B bình phương? B bình phương. Mũ 2 lên. Mũ 2 trừ 4 nhân A nhân C, rồi âm rồi, B bình phương trừ 4AC. Bây giờ chỗ này thêm số âm vô là nó hết âm, đúng không? Rồi bây giờ x1 bằng gì? X1 bằng OK. Nhầm. Thiếu đây. Chia là chia cho cả luôn cái này. Chia 2A mà. Cái kia là mình chia cho 2 không à. Rồi OK. Sai. Do mình thiếu cái ngoặc thôi. Như vậy các bạn thấy công thức của chúng ta là B bình phương từ B trừ cộng hoặc trừ căn bậc 2 của delta trên 2A. Như vậy chúng ta sẽ có chỗ này là 36, nghiệm là 1. Nghiệm là 1 ha. Nghiệm là 1 thì mình thấy vô đây 2 cộng 2 trừ 4 bằng 0. Như vậy chúng ta đã giải được phương trình bậc 2. Và trong này thầy có áp dụng cái hàm SQRT để sử dụng làm căn bậc 2 chia cho 2A. Được chưa? Như vậy các bạn thấy mình áp dụng cái hàm bơ như thế, SQRT của căn bậc 2, thì thay vì mình SQRT của B14 là mình phải thêm một bước, đúng không? Thêm một bước nó rất là mất công, mình phải tạo thêm. Bây giờ mình ghép công thức vô được không? Ghép công thức luôn. Tức là bạn có ABC, bây giờ cho thầy X1 bằng mấy luôn, rồi X2 bằng mấy. Không có cần phải có cái công thức này. Vậy bạn nào làm được?
Mình có ABC rồi đó. Bây giờ x1 bằng nhiêu, x2 bằng nhiêu? Có phải lúc nãy công thức của chúng ta là x1 nó sẽ bằng trừ b, trừ b mở ngoặc trừ của b cộng căn bậc 2 của delta. Căn bậc 2 là sqrt. Của delta, delta là gì? Trừ b bình, là b bình phương trừ 4ac. Đây, b bình phương trừ 4 nhân a nhân c. Đó, cái đó là cái mà đang ở trong ngoặc này nè, là delta. Như vậy nghiệm x1 của chúng ta là b cộng căn delta đóng ngoặc lại chia cho 2 nhân a. Đó, các bạn xem công thức của chúng ta là như thế: trừ b cộng căn delta trên 2a. Như vậy cái delta lúc nãy là chúng ta làm riêng, bây giờ thay vì chúng ta thêm một ô mới thì chúng ta làm chung vô công thức này luôn. Như vậy các bạn thấy là nó dài không? Dài, nhưng mà thực chất chúng ta làm từng đoạn một. Đúng như nào? Thì chúng ta cứ nè, trừ b của chúng ta là trừ gì? B của chúng ta là mấy? B của chúng ta là b 12, là trừ b 12 cộng căn delta căn sqrt. Delta là gì? Delta của chúng ta nó sẽ là b bình phương trừ 4ac. Thì chúng ta nguyên cái delta này nè vô đây. Vậy b bình phương có phải là b12 không? b12 mũ 2 trừ cho 4 nhân a, a là a 12 nhân cho a 12 nhân cho c 12. Ở đây là sqrt của cái này. Được chưa? Là trừ b cộng căn delta chia cho 2a, 2 nhân a 12 chia cho cái này. Như vậy công thức của chúng ta là như thế. Và sau này các bạn làm thì chúng ta gặp công thức mà dạng ghép này khá nhiều, chứ chúng ta không có làm thêm bất kỳ một ô nào cả, làm một công thức ra luôn. Được không? Được ha. Rồi, tương tự như thế, chúng ta có nghiệm x2 thì chúng ta có thể copy cái này lại. Chú ý nè, nếu như thầy chọn copy ngay từ phía bên ngoài, Ctrl C đưa qua đây, Ctrl V thì tất cả ở bên trong nó đều nhảy, bởi vì chỗ này E thì nó nhảy lên là C, C, B, D, không có A đâu hết, vì tương đối mà, là cột tăng thêm 1 thì tất cả cái địa chỉ ở trong công thức nó cũng tăng. Cho nên các bạn sẽ copy như thế này, click chuột vô và chọn phía trên này nè, Ctrl C, nhấn X khép bỏ đi, không dùng đến nó nữa, và đưa qua cái ô này, Ctrl V vô đây, nó giữ nguyên lại công thức cũ, nó không thay đổi, và mình chỉ cần thay đổi dấu cộng này thành dấu trừ là xong. Được không? Rồi, chúng ta sẽ qua tiếp một cái hàm nữa là hàm round. Hàm round này là dùng để làm gì? Lúc nãy hàm in là chúng ta lấy phần nguyên của một cái số thập phân. Hàm round là làm tròn.
chú ý cách làm tròn của mình. Làm tròn nhé. Ví dụ người ta cho nè, một con số nè bằng ở trên, tức là thầy thay đổi ở trên là ở dưới nó sẽ thay đổi theo. Số này mà chúng ta làm tròn 3 chữ số thì hàm rao của chúng ta nó có hai đối số. Đối số thứ nhất là chữ số cần làm tròn là x. Đối số thứ hai là làm tròn bao nhiêu chữ số. Làm tròn bao nhiêu chữ số. Đấy, như vậy giả sử số này bây giờ chúng ta chưa nói đến công thức, nó là 0.678. Giả sử bây giờ chúng ta làm tròn hai chữ số đi, tức là còn hai chữ số đặc phân, vậy số chúng ta bỏ đi là số mấy? Số bỏ đi là số 8. Vậy số bỏ đi là lớn hơn hay nhỏ hơn 5? Lớn hơn hoặc bằng 5. Thì phía trước làm sao? Tăng lên 1. Cái này nguyên tắc chúng ta học ở cấp 2 rồi đúng không? Làm tròn số. Như vậy thì các bạn thấy đây nè, nếu số này mà chúng ta làm tròn số round G4 là số này, và làm tròn hai chữ số thập phân, chỗ này chúng ta có thể để cao 4 hoặc để 2 trực tiếp cũng được. Tại vì người ta để cao 4 để cho tiện thay đổi thôi. Muốn thay đổi thì cho nó dễ thôi. Đó, đó là hai chữ số thập phân thì nó ra 68. Giả sử thay đổi là chỗ này không phải là 8 mà là 4 thì ô này nó cho kết quả bao nhiêu các bạn? 1, 2, 3, 4, 5, phải mấy? 6. 67. Tại vì số 4 chúng ta bỏ đi là nhỏ hơn 5, thành ra là nó ra là 67. Đó là làm tròn với những con số mà là số dương thì mình làm tròn số ở phần thập phân. Nếu như mình để là số 0 có nghĩa là mình không lấy phần lẻ, không lấy phần thập phân, mình chỉ lấy phần nguyên thôi. Nó khác hàm in nhé. Khác hàm in. Hàm in là nếu như chúng ta dùng hàm in của cái chỗ này bằng in mở ngoặc đóng ngoặc thì nó bằng 1, 2, 3, 4, 5. Mà tại sao hàm round nó lại 1, 2, 3, 4, 6? Bởi vì phần chúng ta bỏ đi là 6, 7, 4. 6 này là lớn hơn 5, cho nên nó tăng lên 1, thành ra là 1, 2, 3, 4, 6. Còn đối với hàm in là chúng ta chỉ lấy nguyên thôi, còn phần thập phân chúng ta không quan tâm thì nó lấy 1, 2, 3, 4, 5. Nó khác nhau chỗ đấy. Còn trong trường hợp mà chỗ đây mà là số 4 thì hai bên bằng nhau. Được không? Rồi, ok. Bây giờ giả sử là chúng ta đổi tiền chẳng hạn. Đổi tiền thì chúng ta có số này là số tiền cần phải trả cho người ta. Ví dụ như là chỗ này là, rồi ok, đó là số tiền cần phải trả. Số tiền này là bao nhiêu tiền đây? Bao nhiêu tiền đây các bạn? Mấy? 3 gì? 3.242.000.000. Và nó là 686 đồng. Vậy nếu tiền Việt hiện nay mình có trả được không? Vậy mình trả đến nhiêu là được? Hả? Mình trả đến nhiêu được? Bỏ bớt mấy số trước đây nhiều quá. Trả đến nhiêu là được? Ví dụ 2.347.686 đồng thì trả nhiêu là được? 2.348.000.
Ok, đến cửa ngàn là chúng ta trả được, đúng không? Đến cửa ngàn là ở đây làm tròn ba chữ số nhưng về phía phần nguyên chứ không phải là làm tròn phần thực phân. Làm tròn về phần nguyên á, phần phía trước dấu phẩy á. Và nếu âm 1 thì nó bỏ đi số là số 7. Nếu như là âm 2 thì nó bỏ 2 số, xin lỗi, số 6. Còn nếu âm 2 bỏ đi là 86. Nếu âm 3 nó bỏ đi là 686. Được chưa? Dấu chấm này là phân cách phần ngàn. Đó, đây thầy đổi chấm vô cho các bạn dễ thấy. Được chưa? Nó bỏ đi ba số cuối. Phần đơn vị, phần trăm và phần ngàn. Như vậy đề sau này người ta có mà tính tiền đó, người ta sẽ nói là làm tròn đến hàng ngàn thì các bạn nhớ dùng round âm 3. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ làm lại bài này với cái dữ liệu thầy sẽ đưa cho các bạn là cái ngày khách sạn nè. Các bạn thêm vô cho thầy đơn giá ngày, đơn giá tuần nè. Các bạn thêm vô cho thầy cột thành tiền nè. Tính ra số tuần, sau đó tính thành tiền. Được chưa? Và các bạn cũng giúp cho thầy cho là ABC để mình tính được cái nghiệm X1, X2 coi nó ra cái gì. Được chưa? Và thầy sẽ chuyển bài này xuống dưới cho các bạn.